Canh cú cối vồi lon các bạn, xây săn cú, băng tộ nộ lập thọng cú vặt hay tỏng các ốc giáo lặm. Các phàn phàn thiện nguyện của câu lạc bộ bông hồng tím, tác nhạ tố sau các cú nhân phạt bành, khong lon giáo xấy xẹng khoán hồ, tác duy trì leo lẻng cán ết tuần, cái ết số bệnh viện trải tây ban leng. Cây sể hoạt động thiện nguyện tuy nhạy, nhưng giáo ấy nhồi nhăn văn, vô cùng sạm sặc. Mỏ họng có phần chẳng tác cú nhân phạt bành, ốc tàu nhăn phật bành, năng ậy cạnh các bệnh viện giảm bớt áp lặt. Khối vật chất mà cắn nhạn lai tăng nhăn phật bành, xây thạn phận. Chếp nối lại sạn, nối giòn cây, sẽ tặc cấy tố cối vồi lon các bạn cạnh mọc, tiêu hồ sán tao tẩy cắn nhặt. Mùi cối vồi lon các bạn lau ấy thánh dấu. Ngày ta trù, các cố nhân cạnh câu lạc bộ bông hồng tím, còn các nhân trôi hạt cậy vúi lâu trải bệnh viện ung biếu bắc giang leng vúi hôi háng ken các sặc trái ú hạt lon tập trọng lại còn trôi mội nhăn mội vặt nhăn ni trôi hạt nhăn ni đóng bạo mão nan pố nan cứu chấu không vặt tiều trọng nhanh nhất tiều chăn bàn các phàn phàn táng nhân phạt bành khong cản lẻng nên cú trang săn phàn phàn ại khen tắc duy trì leo lẻng cán ết cú nhật trọng bành mỗi cán phát hụn ít bẹc phản hắt. Mỗi phần phản leo dảo cáu các sắc ấy, thạng, trái, nhọc, tàu phầu. Tất cả leo mỏ mất trên trâu. Các tốn hạt cây leo tắc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ấy quy tanh, chứa ấy các yếu tố dinh dưỡng tắng nhân vật bành. Các phần phản nụn nhân lặm cây, ta các cú nhân dảo lặm thiện nguyện, mỏ họng phạn thận sắn hầu, túi lon nhân vật bành không mà cán tiếp thèm lặt mạnh. Tiểu sáng cú nhân cây vượt cú khỏi bành. Lem bệnh này, các cú nhân cậy câu lạc bộ chỉ mạo tắng màng tuyên truyền, nhắc nhở chố hô vặt phòng, chéng dịch bành COVID sạp cao. Đến chỗ cái khoa... Cóng trạc chăn bàn, ni ngủ cây hối trô, tiểu chố các món hạt, lon phận các món hạt phù hợp tắng nhân vặt bành. Các thành viên phải hối trô, chăn bàn các sắc, hại trôi tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bệnh nhân ăn cho nó phù hợp ấy. Lon các cú nhân phạt bành giàu hoàn cảnh khán hô cặp bệt sẩy sáng cú nhân nang ấy cạnh bệnh viện ung biếu họng tính trên ấy túi chố tắng tộ cú phải giếm trái siêu hạt các xây phai xẹng vạt thang nhặt leo phải tắc tính toán rất kỹ càng tiêu đảm bảo chi tiêu tắc liệt khêm xấy xẹng sáng cú nhân cây nhặt càng khán hô hụn. Vồi nay, các vặt chấu thiện nguyện của các tổ chức cá nhân càng giàu ấy nhổi túi lon các cú nhân cây. Hôm nay cán nhặt câu lạc bộ bông hồng tím hối tố bệnh viện tặng các phàn phàn táng nhân phật bành sáng cú nhân ậy chồi cây bành rất trỏng ậy ngổ mối mà hối lai tặc các thành viên câu lạc bộ bông hồng tím tú lai thăm hỏi tặng viên lon giàu các phàn phàn miễn phí. Nhằm chẳng táng tội nhân phật bành lon ốc tàu nhân phật bành nang ấy bành xây săn cú câu lạc bộ bông hồng tím tú trần hại trang săn phần phàm ại khen cậy trọng lặm y tế lục ngạn vìn trọng lặm y tế tân yên vìn bệnh viện ung biếu bắc giang khen mỗi cú nhiệt duy trì hụn la bẹc phần phàn miễn phí mỗi bệnh viện phạt lẻng cán ết cú nhật cây sẽ hoạt động thiện nguyện ấy nhổi thể hiện sẩy cộn lặm của còng tong túi lon các cú nhân giàu xấy xẹng lán hầu nhập các nhặt phát phần phàn ại khen các thành viên câu lạc bộ bông hồng tím leo thú xếp cọng vặt tiều giảo mền trồi vúi lô trôi hạt chăn bàn các phần phàn dinh dưỡng phù hợp lon bệnh lý tăng cú nhân phật bành lon đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khoảng sập giờ bốn các nhân phật bành giảo xấy xẹng khán hầu lon ọc tàu nang ai bành cây bệnh viện tú nhằn ta các phần phàn thể hiện xây cộn lặm thận phạn của còng tong chẳng các cú nhân phật bành không vơi hối khán hầu lục ấy bành ngủ tú phật bành u phổi nang ấy bành cây bệnh viện ung biếu vằn tài lạm tố rằng xây tắc sập nhặt ngủ sấy ốc tàu nhân phật bành bị ung thư tú trao sẵn tàu rồi bệnh viện ca thúi cậy cắn nhặt tắc câu lạc bộ phạn tắng các phần phàn ại xen ngủ kến rất ấy nhổi
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hội chầy thập hong, câu lạc bộ bông hồng tím tút lặt khặt tuyên truyền khối cóng trạc, lon phong trào hội chầy thập hong, sẵn sàng tham gia phòng ngừa ứng phó, thảm họa lon cứu trợ cặp cắn. Chặng săn, phần phàn ai khen, dễ ết cậy các cọng vặt thiện nguyện vùi còng tong, nhằm chẳng tộ cú nhân, giàu xấy xẹng lán hầu. Câu lạc bộ, úi tạc nhằn thêm tộ xầy tồm lặt, tồm lặn ta các nhân, tiểu lan bột lặn săn thiện nguyện cậy xế xẹng. Cạt bệt, cậy sập, lon sập, giặt nhật vừa cú, cậy tề ban quản bình khen, tú giàu vằn hồi lạc tài, chố chặt lộp xui, sạt lỡ nay, chố vài trỏng khối nhân, lon cạc sạc. Câu lạc bộ bông hồng tím, tút lặt cạt hám các nhân giàu lặm, tham gia ủng hộ. Tọng xấy, câu lạc bộ tú triền hại, tố tẩy bị trỏng nhất, tiều trao tắng, nhảy piak phần quà, lon trên, tắng các ọc bị thiệt hại trỏng, vồi phọng hồi, lon chằng sập lọc ọc, rào ọc trồi bị sập, vài, lon tổng cạnh phai hụn lạm sập nhảy triệu ngăn, tổng cá trị hay tỏng, hụn lọc piak triệu ngăn, tú tặc dạo, tố sau nhăn men, cần chằng, nhạ các phần quà, tố tẩy bị thiệt hại, vồi phọng hồi, hay các phần phản ại xeng, tắng nhăn phạt bành, xảy các vặt thuyện nguyện, có phần chẳng tắng tộ nhân giàu hoàn cảnh lán hầu, đảm bảo màu gió nan bị khiếng lại chảm mội. Chúng tôi đã phối hợp với căng tin bệnh viện. Một cây tú phối hợp lon các căng tin cạnh bệnh viện, chấu các cán phạt phần lon ke nhân phạt bành, lán hầu tiểu phạt phần hái. Tiều duy trì tắc các vật thiện nguyện cây, các cú nhân cậy câu lạc bộ, tú tổ chức hay tỏng, các ọc hảo lặm. Doanh nghiệp còn chia sẻ tộ hụn nữa, tăng nhân phạt bành không cậy tẩy ban Bắc Giang khen. Duy trì lon vụi vật thệm trồi các bệnh viện. Các vật chấu cây khối vật chất, tuy nhạy, chọn năng giàu ấy nhồi, tài, thạn phận. Tọng viên, chàng nhân phạt bành vươn sẵn cậy xế xẹng. Phạt hay triển thọng, khen nhăn ấy khen văn, ta văn men trọc, xây săn cú, câu lạc bộ bông hồng tím, trực thuộc hội chầy thập hong Bắc Giang khen, tú lặt cặt hay tỏng doanh nghiệp, ọc hảo lặm, triển hại các vật chấu từ thiện, nhân đạo, chẳng tắng, xấy nhân khong, lão nhân khong màu giáo năng lặt, nhân khuyết tật. Các ọc giáo xế xẹng lán hầu, nhân phạt bành khong, năng ấy bành giáo thiện nghị lặt, vươn sẵn cậy xế xẹng. Ta nấy có phần loan tỏa xầy phạn thận, sắn leng, lon truyền cảm hứng chấu thiện nguyện cậy còng tong.